Hàng ngày chúng ta vẫn đi trên những con đường và luôn có những điều huyền bí xảy ra, có thể là do chúng ta chưa bắt gặp, chưa trông thấy. Trong danh sách ngày hôm nay là những người đã tuyên bố họ bắt gặp được điều gì đó huyền bí xuất hiện trong những chuyến đi của họ để cùng chia sẻ với tất cả mọi người. Có thể chúng ta sẽ học hỏi được điều gì đó và có thêm kinh nghiệm trong những chuyến đi xa. Số 8. Jam và bạn của anh ấy đang đi trên một chiếc xe máy quanh thị trấn Oti của Ấn Độ, thì đột nhiên họ phóng nhanh sang một làn đường dành cho người đi bộ và phát hiện thấy một người mặc áo choàng màu trắng kỳ lạ. Hãy xem phần này của video và nếu bạn biết ngôn ngữ của họ thì hãy dịch những gì họ đang la hét ở đây. Tôi không biết ngôn ngữ của họ, tôi đoán có thể họ đã la hét nói những điều không tốt như đã chọc giận người áo choàng đó. Bởi vì sau đó họ lao nhanh sang một con đường khác và sau khoảng một phút nữa họ đi thì điều này xảy ra. Họ bắt gặp cùng một người như trước, không có cách nào mà một người đi bộ có thể đi nhanh hơn chiếc xe của họ. Rồi đột nhiên họ chợt nhận ra rằng họ đã trêu chọc một linh hồn. Trong khoảnh khắc sợ hãi, họ quay xe bỏ chạy. Nếu có ai đã từng đi du lịch ở thị trấn Oti hoặc sống ở gần đó, hãy cho tôi biết nếu những lần trông thấy như thế này là phổ biến ở đây. Và bạn hãy cho tôi biết nếu bạn đã từng bắt gặp điều gì đó huyền bí trên đường đi của bạn. Số 7. Con đường này là miền Tây nước Nga, có tới 10 tai nạn một năm. Nhiều người đã mất đi những người thân của họ ở đây. Trong video, một người phụ nữ đang lái xe vào ban đêm thì xuất hiện một thứ gì đó trên đường khiến cô ấy dừng lại. Sau đó cô ấy trông thấy một người đi qua ngay trước mặt xe của cô rồi biến mất trong chớp mắt. Các nhà điều tra huyền bí sau đó đã xem xét đoạn video và cho rằng đây là một cô dâu đã mất mạng trên con đường trong những năm 80. Tôi không biết vì sao họ đã đi đến kết luận như vậy. Bạn hãy cho tôi biết đây có phải là một người phụ nữ đang mặc trang phục cưới của người Nga hay không? Và không có lý do gì mà một người hoàn toàn xa lạ đi qua xe và sau đó biến mất nhanh như thế. Số 6. Swinnet Town đang đi quanh một thị trấn. Khi anh ấy đang bận rộn ghi lại những suy nghĩ của mình thì bất chợt anh trông thấy một chiếc xe màu đỏ có vẻ hơi kỳ lạ khiến anh chú ý và nó đang đi cách xa anh. Sau đó anh nhanh chóng để bắt kịp chiếc xe màu đỏ đó. Nhưng khi anh ấy theo đến gần được chiếc xe đó thì anh hoàn toàn bất ngờ về những gì anh trông thấy. What was this car doing? Where's it gone? Okay. What the f***? Chiếc xe màu đỏ rõ ràng nó ở ngay trước mặt anh lúc đó. Vậy mà chưa qua hết vòng xuyến thì nó đã biến mất. Anh không thể thấy nó ở đâu nữa. Anh ta tin rằng đây là một chiếc xe ảo. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Có thể chiếc xe màu đỏ khi đi qua vòng xuyến, nó đã phóng rất nhanh, làm anh ta không thể nhìn thấy nữa, hoặc nó bị khuất ở đâu đó mà anh ta không phát hiện ra. Bạn có nghĩ rằng như vậy không? Hoặc bạn đang có lời giải thích nào ở đây? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận nhé! Số 5. Đoạn video tiếp theo tại Nga, nó bắt đầu bằng một chút sợ hãi của một số bạn bè về sự xuất hiện của một hình bóng người toàn bộ màu đen đang đứng một mình trên đường vắng trong đêm muộn. Một cái gì đó khiến họ nghĩ khác về một người xa lạ. Vì vậy họ quyết định tăng tốc rồi nhìn ra để thỏa mãn sự tò mò của họ. Họ trông thấy rất rõ một người hoàn toàn màu đen như thể đang đứng đó để chờ đợi họ. Tất cả mọi người trên xe đều hoảng hốt rồi hét lên. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt của người đó, giống như nó chỉ là một cái bóng màu đen xuất hiện trong tư thế đe dọa thầm lặng.
và cách nó đứng im bất động làm cho tôi nghĩ rằng đây là một linh hồn của ai đó. Số 4. Trong đoạn video hành trình tiếp theo thì một chiếc xe tải lớn đang đánh lái ra khỏi làn đường và để tránh một cái gì đó vô hình. Sau đó, một người đi bộ đột nhiên xuất hiện từ phía sau của chiếc xe tải và vẫn bình tĩnh đi như không có gì xảy ra. Người tải lên đoạn video chắc chắn rằng đây là một con ma. Làm chậm video xuống và bạn có thể thấy rõ không có gì trong con đường của xe tải lúc ban đầu và cách mà người đó ngay lập tức xuất hiện sau chiếc xe tải khi nó đi qua. Nó gần như là chiếc xe tải đã đi thẳng qua người đó. Số 3. Những người bạn đồng nghiệp đang đi chung xe sau khi tan giờ làm việc để trở về nhà của họ ở Osaka, Nhật Bản, thì xuất hiện một ai đó đang đứng giữa con đường đầy tuyết khiến cho họ phải dừng xe. Tất cả mọi người trên xe đều nhìn chằm chằm vào người lạ trong sự hoài nghi choáng váng. Và sau đó họ nhận được một cái nhìn gần hơn. Tôi không nhận ra điều này từ bất kỳ bộ phim nào tôi từng xem. Tôi thực sự không muốn tin nó là thật, bởi vì nó quá khiếp sợ. Nếu video này là thật, thì đây là đoạn video huyền bí ghê sợ nhất mà tôi từng thấy. Số 2. Đây cũng là đoạn video có nguồn gốc ở Nhật Bản. Một chiếc xe taxi đang tiến đến để chuẩn bị đón một vị hành khách. Bạn có thể thấy rõ vị hành khách đang đứng chờ ở bên đường cho một chuyến đi trong thời gian này. Vị hành khách đứng chờ có vẻ hơi cứng nhắc hơn bình thường, giống như một người giản dị nhưng không quá lạc hậu. Và bây giờ bạn hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của anh tài xế taxi khi cánh cửa của anh mở ra đón khách và điều này xảy ra tiếp theo. Cửa của anh mở ra và đóng lại, nhưng không có ai đi vào trong xe. Khi lần đầu tiên tôi xem video, tôi đã nghĩ rằng vị hành khách chỉ đơn giản là mở cửa rồi thay đổi suy nghĩ của họ và họ không đi nữa rồi họ đóng cửa. Nhưng dường như là không phải như vậy. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Như bạn có thể thấy, người lái xe vội vã xuống xe và đi lên phía trước của xe taxi trong sự hoài nghi và nhìn xuống đường để tìm một người không còn ở đó nữa. Anh ấy và nhiều người khác đã cho rằng đây là một sự hiện diện huyền bí, rằng chính vị khách đã đi vào bên trong chiếc xe taxi và sau đó đóng cửa. Sau vụ việc trên thì nhiều lái xe taxi ở địa phương khác cũng đã báo cáo về việc hành khách ma xuất hiện dừng xe của họ. Trước khi đến với số 1, tên tôi là Cảm Giác Lạnh và tôi hy vọng bạn thích bài tường thuật của tôi. Trong thực tế đã được chứng minh rằng sự hào phóng làm cho bạn trở thành một người hạnh phúc hơn. Vì vậy, nếu bạn đủ rộng lượng, hãy nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo video mới mỗi ngày và cùng chia sẻ với bạn bè. Cảm ơn sự rộng lượng của bạn. Số 1. Mai Từ Sarosa là người mẫu và diễn viên nổi tiếng ở Philippines. Cô đã chứng kiến điều gì đó không thể giải thích được khi tham quan ở Đông Sama. Trong khi cô và đoàn người của cô đang trên một con đường ở đó, thì họ phát hiện ra một hình bóng nhỏ đang đứng ở bên đường. Theo lời kể của Mai Từ, thực tế cô ấy trông thấy nó giống như một đứa trẻ khoảng 10 tuổi với khuôn mặt nhợt nhạt và áo sơ mi trắng xanh. Cô muốn dừng xe để cứu đứa trẻ, nhưng hướng dẫn viên của cô nói rằng điều này là không thể bởi vì đây là một con đường nổi tiếng với việc trông thấy bóng ma trẻ em và tốt nhất là lên đi khỏi đó càng nhanh càng tốt. Sau khi tìm hiểu thêm thì tôi được biết ở Đông Sama từng có một cơn bão tồi tệ đã cướp đi mạng sống của nhiều người và rất nhiều trẻ em ở đó.
Qua câu chuyện ngày hôm nay thì bạn suy nghĩ đến điều gì? Bạn đã từng gặp điều huyền bí nào trên đường đi của bạn bao giờ chưa? Hãy cho tôi và mọi người cùng biết ở phần bình luận để mọi người học hỏi được điều gì đó và có thêm kinh nghiệm trong những chuyến đi xa. Cảm ơn bạn.